Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Innox nha. Hôm nay mình sẽ làm cái series làm mấy cái nhiệm vụ Cherry Blossom Event nè. Bây giờ mình bắt đầu thôi các bạn ạ. Thank you.
Ok các bạn, thì tới đây thôi. Mình nghĩ là cái nhiệm vụ này là nó sẽ cho mình thêm phần thưởng à các bạn à, cho nên cũng không có, cho nên mình không có cần phải làm cái nhiệm vụ này. Cho nên nếu như các bạn nào rảnh thì các bạn cứ đi làm nhé. Ok, bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi và mình mong là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình, bấm like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.